Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa quan trọng quyết định sự tồn tại phát triển của đảng ta. Trong những nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên nói chung, đặc biệt là phát triển đảng viên ở chi bộ thôn tổ dân phố, được cấp ủy các cấp quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ thôn tổ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu. Đảng viên cao tuổi, đảng viên hưu trí chiếm số lượng lớn. Trong khi đó, lực lượng đảng viên trẻ làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ ít và mỏng do khó khăn về nguồn phát triển đảng viên. Đây chính là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngày hôm nay. Xưa khi nhắc tới thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Sương, người dân Thái Bình đều biết tới một vùng quê nghèo xa trung tâm. Dân cư chủ yếu là công giáo, làm nghề chai lưới. Việc huy động người dân tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội tại địa phương đã khó, nói gì tới sinh hoạt đảng. Chính vì vậy, đây cũng là một trong số ít thôn còn lại của tỉnh và của huyện không có chi bộ đảng. Thế nhưng nay đã khác rồi. Với quyết tâm của huyện ủy cùng đảng bộ xã, chính thức từ tháng 1 năm nay, thôn Cao Bình đã thành lập chi bộ đảng. Dù cả chi bộ mới có 6 đảng viên, lại là xen kẽ cả đảng viên của thôn giáp danh, nhưng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác phát triển đảng viên tại thôn cũng như tại địa phương. Chúng tôi đang dần dần từng bước một là đưa nhân dân đi vào theo với các cái thôn trên đất, là theo từng trình tự, ví dụ như là các cái ngày hội, ngày lễ của về bên xã hội là chúng tôi sẽ làm. Và như vừa rồi là mọi năm ấy thì là các em thiếu niên của làng trài này là không có trung thu, không có gói bánh. Thế nhưng mà năm vừa rồi là chúng tôi ra là chúng tôi cũng đã gói bánh cho các em như ở trên đất. Đầu năm vừa rồi thì chi bộ Cao Bình chúng tôi đã thành lập được một cái chi bộ. Thì nói chung là việc công việc mà hoạt động của trong chi bộ và kết hợp với cùng với thôn là bây giờ là cũng là đạt là cũng tương đối khá rõ rệt, nếp sống văn hóa rồi thì là nhà cửa đường xá rồi điện của nông thôn là đều ổn định hết. Cũng từ khi thành lập chi bộ thôn, dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, số đảng viên ít, nhưng cũng đã từng bước cùng với các hội đoàn thể kêu gọi bà con giáo dân làng chài thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường tình gắn bó, đoàn kết, lương giáo. Con đường trục thôn Cao Bình giờ đẹp và khang trang như phố xá, diện mạo quê hương ngày một khởi sắc. Ngay từ những năm 2020, 2021, thì chúng tôi đã có nhiều những cái biện pháp, nhiều những cái giải pháp để mà quan tâm giúp đỡ cho một số các cái nhân tố, những công dân ưu tú có đủ điều kiện để giúp đỡ họ là vào đứng trong hàng ngũ của đảng. Cái khó nữa là tại chi bộ ấy thì không có tại thôn ấy không có chi bộ, cho nên cái việc mà giúp đỡ các cái công dân này lại phải chỉ đạo cho một cái chi bộ ở gần đấy, có các cái đảng viên ở gần đấy quan tâm giúp đỡ. Đấy là một trong những giải pháp để phát triển đảng viên tại cơ sở thôn xóm hiện nay. Thực tế, thời gian qua, việc phát triển đảng viên ở cơ sở thôn khó khăn bởi nguyên nhân chính. Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông đều có xu hướng thi vào các trường đại học cao đẳng, số khác đi làm trong các doanh nghiệp hoặc lao động tự do xa nơi cư trú. Sinh viên tốt nghiệp trong thời gian trở việc, xin việc cư trú tại địa phương thời gian ngắn và không thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản gây khó khăn về công tác tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay. Do vậy, đối tượng cần tập trung để bổ sung nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố trong tình hình hiện nay. Cái việc tuyên truyền, vận động, giác ngộ, giúp đỡ cái đối tượng là trung niên như mình bày ở trên ở thôn, tổ dân phố và đảng thì cũng làm cái việc cần tập trung làm. Tuy nhiên nó cũng không phải đơn giản. Các cấp ủy, các chi bộ thì căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng địa phương đơn vị thì để có xây dựng những cái chuyên đề, bổ sung giải pháp thích hợp cụ thể. Như là mạnh dạn giao chỉ tiêu cho các đoàn thể, giới thiệu các đoàn viên, hội viên. Đồng thời cũng phải kiên trì, dày công đi sâu vào từng cái đối tượng, phân loại theo nhóm đối tượng để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Hiện nay, tại Thái Bình vẫn còn những thôn chưa thành lập chi bộ đảng như thôn Tây Nghĩa, xã Minh Quang, huyện Kiến Sương, hay cũng có thôn mà tới 30 năm nay chưa kết nạp được đảng viên mới. Tất cả những ví dụ đó cho thấy khó khăn của công tác phát triển đảng tại cơ sở thôn hiện nay.
Theo tinh thần nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 3 đến 4% số đảng viên mới. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khó khăn trên, nên chủ yếu các chi bộ chỉ kết nạp được khoảng 1%. Như vậy, phần lớn không đạt kế hoạch đề ra. Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Bình cùng các địa phương cũng đang tập trung tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm để tạo sự bứt phá mới từ công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trong thời gian tới thì để triển khai thực hiện cái nghị quyết đại hội 21, nghị quyết số 21 của hội nghị trung năm khóa 13 về cái tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới thì các cấp ủy cần phải đề ra các giải pháp rất là cụ thể, thiết thực để tăng cường công tác phát triển đảng viên nói chung. Trong đó cần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở chi bộ, thôn, tổ dân phố để từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay và bổ sung thêm cái nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở chi bộ cơ sở, để góp phần trẻ hóa đội ngũ đảm bảo cái tính chuyển tiếp và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ chi bộ. Khi triển khai cái đại hội chi bộ trực thuộc chi bộ cơ sở ở nhiệm kỳ này thì chúng tôi đã đưa vào trong văn kiện chính trị của chi bộ để đánh giá nó. Đây là một trong những cái điều kiện phải đánh giá tiên quyết để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với những giải pháp trên, tin tưởng trong thời gian tới, công tác phát triển đảng viên tại thôn xóm, tổ dân phố sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, từng bước khắc phục những khó khăn bất cập, bổ sung thêm nguồn lực chủ công để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở chi bộ cơ sở, góp phần trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính chuyển tiếp và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ chi bộ cho thời kỳ tiếp theo.